thích cho Marina để review về một món đồ chơi rất là mới. Mình nghe nói ở đây có mới có một món đồ chơi rất là vui, đó chính là cái banh khổng lồ, banh mặt không khí khổng lồ. Banh chứa có người trong đây, các bạn qua đây nhìn nè. Nhưng đây là nhân viên của Chum Marina, và anh ấy đang mặc thử chúng ta một cái banh này. Ở bên kia cũng có một cái banh nữa. Ok, bây giờ mình đã mặc xong rồi đó mấy bạn. Mình đã mặc xong rồi, bây giờ nó rất là nặng mấy bạn. Rất kỳ nặng luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này. Nhớ like.